Ok. Hello. Xin chào các bạn. Xin chào bạn. Chào mừng các bạn tới với video tiếp theo của tôi. Lâu lắm rồi tôi không thực hiện clip cho anh em xem nhá. Hai thằng này có nhớ nhau không? Có chứ. Đây thằng không nhớ. Rồi hôm nay chú có một thử thách cho hai đứa là ăn đĩa táo nhá. Đĩa táo nhìn to nha. 5 cân ý. Đĩa táo này, thử thách này hai thằng ăn hết đĩa táo này nhận được 50.000 hay không chưa? Trời luôn. 100. Ờ rồi 100. 100.000 đĩa táo nhá, anh em nhìn ngon không? Bây giờ ăn trong vòng khoảng độ 5 phút nhá. Không hết, không hết trứng đẩy. Ừ, không hết không thì trứng đẩy 10 cái nhá. Ok luôn. Mỗi thằng 5 cái. Thôi bây giờ vào thử thách luôn đi, chén đi. Mời anh em nhá. Mỗi này gì nhá? Không. Ăn là phải ăn hết. Ngon không? Ừ. Anh em ạ, nhìn bên ngoài nhìn thèm quá anh em ạ. Khả năng hai thằng này ăn hết rồi. Lâu lắm rồi không làm clip cho anh em xem nhé. Đây là một, đây là tôi để 1 lít đây làm động lực cho anh em ăn nhá. Hai thằng này ăn. Ôi, hai thằng hết quá anh em ạ. Đĩa táo hơi to ấy, toàn táo to khổng lồ anh em. Ngon không? Ngon. Quay một lần. Ê nhờ anh ạ. Nhìn bên ngoài rất là kích thích, mình hai này ăn. Đáng thì chấm một canh ồ. Thử thách cực kỳ đơn giản nha, ăn táo rồi. Mấy quả? Đây còn mấy quả nữa anh ạ? 2 7. Còn 7 quả nữa nhá. 7 quả, thằng 3 quả, thằng 4 quả nữa. Hết ngay cái gì đâu. Được 2 phút rồi nhá, còn 3 phút nữa cố lên. Uống nước răng đuổi. Thật không? Đây có một thằng béo, thằng gầy anh em ạ. Vừa đi bóng về, đá bóng về. Ui, lui con này anh em ạ, vừa đi đá bóng về chắc là nó chén nó hết luôn chỗ này rồi. Đấy, thì nó hoạt rất nhanh anh em ạ. Đang đói ăn chả nhanh. Thế lần này nghe khả năng bọn này vượt qua nhau. Nó đơn giản quá. Lâu lắm rồi không thử thách đúng không? Anh em? Hai thằng? Thế nào, lo chưa? Thua. Chưa thua. Sao biết giờ đấy? Ồ, hơn 3 phút rồi. Anh bạn này còn đổi táo anh em ạ.
Còn 1 phút nữa nhá. Bắt thôi. Cố lên. Ăn đi tiết vừa vậy. Cố lên nhá, còn 1 phút nữa, gần 1 phút rồi, 40 giây nữa. Mới vượt qua thử thách anh em ạ. Ồ, cũng có thằng một quả đây à, cố lên. 30 giây nữa. Ra hạn thêm 1 phút đi. Rồi, ra hạn 1 phút, cho là 1 phút là 6 phút. Hai thanh niên áo đỏ anh em nhá. Áo đỏ chứng tỏ gì? Cà phê. Còn 30 giây nữa, cố lên. 30 giây nữa. Không ơi. Ô, là thêm 1 phút rồi mà. Không chịu nữa mà. Chịu à? Ê, ăn không? 20 giây nữa. 10 giây nữa. 10 giây nữa. Tao xong trước rồi. Hai ngày chịu anh em ạ, bây giờ còn 1 quả nhá. Đây, 1 lít còn nguyên này. Quả của mình. Rồi hai anh em này bây giờ nhận thua nhá. Làm lần sau thực hiện các video sẽ dễ hơn nhá. Còn bây giờ chào anh em đi. Bye-bye.